Xin chào tất cả mọi người, là Đá Lưu Việt Hùng đây. Ngày hôm nay trong vlog tiếp theo, Hùng mời tất cả mọi người tiếp tục ngắm phố phường Sài Gòn. Ở đây Hùng đang đứng giữa Bùng Binh, Lý Thái Tổ và Nguyễn Công Khai. Dòng người vẫn tấp nập ngược xuôi. Một cái Bùng Binh rất là lớn, bởi mà cái lượng người lưu thông trên đường lúc nào cũng dày đặc như vậy. Cứ tưởng tượng nó như là mới có một Bùng Binh nhỏ hơn thì không biết sẽ như thế nào, chắc sẽ tắc đường. Nhờ cái Bùng Binh rộng như vậy thì khi mà người rẽ cua thì cái xác suất để mà cả xe nó đuớt hơn. Mọi người thấy không? Dòng người cứ ngược xuôi. Bùng Binh là một trong những cái nơi mà có thể nói là rất nhiều những cái cơ sở thương mại chọn những cái mặt tiền đường mà nằm ở ngay Bùng Binh để thuê mướn, bởi vì là sẽ rất dễ tạo sự chú ý của tất cả mọi người lưu thông trên đường. Ở đây mọi người có thể thấy là nguyên một cái đường tròn xung quanh cái Bùng Binh này thì có rất nhiều những cái cơ sở thương mại. Phía bên này là mắt kiếng, ghế massage, rồi phía bên kia thì là nguyên một cái phúc ăn đường. Thế bên này là bán rau má, rồi là bán yến. Bây giờ thì mình sẽ đi bộ theo hướng này nhá. Mình sẽ đi qua bên phía Phúc Văn Đường. Xe cổ thế này sao mà đi đây? Đông quá trời đông luôn. Sài Gòn là phải đi như vậy mới đi được nha. Cho nên mà đi hiền quá đi không có được nha mọi người. Riêng Sài Gòn là phải sấn mới đi được, chứ hiền quá là đi không được nha. Hiền quá là đi không được đâu. Đó, hôm nay Hùng đã phải sấn như vậy mới đi được. Từ bên này chúng ta sẽ nhìn thấy phía bên này là đường Nguyễn Thị Minh Khai nè. Rất nhiều những biển quảng cáo này, những cái thương hiệu này, cơm tấm Phúc Lộc Thọ này, Chevaloka này, Sài Gòn Bay này. Bây giờ mình sẽ đi về hướng đường Phúc An Đường. Ở đây là phía đường Lý Thái Tổ này. Lý Thái Tổ có hình khai rất là đẹp này. Đặc biệt những biển hiệu quảng cáo. Còn đây là một nhà hàng bia Đức. Cái tên là Phúc Ăn Đường. Đây. Rất là bự, rất là lớn. Bên kia thì có một cái nhà sách, cái mang từ bookstore. Ồ, đẹp chưa, không rõ đấy, các cô gái được mặc đồ rất là đẹp luôn, hoàng tử và công chúa không hoàn toàn là hoàng tử và công chúa. Đây là khu vực massage body Thái. Ở đây thì cũng có một khu shopping Lotte Cinema nè, Thế Giới Kim Cương. Now John. Fashion Mall Now John. Cũng như khám phá bên trong nhé.
mà đều có lúc có dập chụp phim luôn. Cùng nhau vào bên trong để các nhỏ vui chơi rất là thoải mái. Ở đây có cả khúc long GS 22-25. Phúc Long cũng là một thương hiệu trà rất là nổi tiếng. Phúc Long có mặt từ năm 1968 các bạn ơi. Năm 1968. Vừa vô thì được một em nhân viên đưa cho một cái coupon giảm giá. Khu shopping này cũng khá là đẹp ha. CSSO. Còn đây là cái coupon giảm giá này. Giảm được mấy chục đồng cho một cái order luôn. Làng Sử Trúc. Trên lầu thì có cái tiệm lẩu rất nổi tiếng là Hanilao. Đây, Hanilao Hotspot. Thì trên lầu là khu ăn uống. Ở đây đang có một tiết mục múa mì nè. Đó. Hanilao cũng là một trong những cái nơi mà Hùng cũng rất là hay ăn. Có điều là mỗi lần mà muốn ăn ở Hanilao là phải liên hệ trước cầu 2 tiếng, 2-3 tiếng. Đây là khu vực bán những cái dược liệu rất là thơm. Trên này là khu vực ăn uống. Trong lúc chờ đợi mình có thể được làm nail ở đây. Đó, làm nail miễn phí trong lúc chờ đợi. Khu vực nước uống. Khu vực ăn uống cũng rất là sum tụ. Làm bánh, cả nơi dậy làm bánh. Cơm Việt, lẩu Thái, nước ép này. Ở đây có Korean buffet này. Đây là có sushi. Từ đây mình sẽ nhìn xuống bên ngoài. Đó, bên kia là một ngôi trường. Phía dưới kia là trường gì đây ta?
trường phổ thông chuyên Lê Hồng Phong. Đây là trường phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, ngôi trường cổ từ ngày xưa. Đẹp không? Trên đây là có cái rạp phim. Đây trên kia là có cái rạp phim Lotte Cinema. Con đường rất là dễ chịu cho những ai thích đi bộ. Có nguyên một cái làn đường bên trong này, gọi là làn đường nội bộ, rất là tuyệt vời luôn. Và phía bên tay phải là trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Ở trong trường đại học khá là lâu rồi. Hên quá, có cái con đường này đi dập bóng mát luôn, rất là dễ chịu. Nguyễn Văn Cừ là một trong những cái tuyến đường mà được xây dựng từ rất lâu, từ thời xưa luôn, chứ không phải là con đường mà mới mở sau này. Đây là một tuyến đường lớn, thuộc dạng lớn từ ngày xưa. Bên ngoài những cái trường đại học ở trường trường sẽ có rất nhiều những quán cơm bình dân, rồi là những cửa tiệm photocopy in ấn. Bên này là chuyên về xe cổ này. Wow. Mười hùng ô tô. Kiệt có gà rán thép giáp chicken.